Chưa dùng như cộng đồng mạng với lại là những nhà hảo tâm, tức là đối với hoàn cảnh của vợ chồng cháu con trẻ thì hai vợ chồng lấy nhau xây dựng gia đình thì vậy có tiền đi làm ăn công ty rồi là về dư điều kiện để chăm con chăm cái, nhưng mà không may thì là gọi rồi thì chứ rồi bị tai nạn thì chứ là vợ thì bị nặng đang nằm ở bệnh viện Việt Đức, tức là như người nhà anh em đang phải chồng thì được là gọi thì có may mắn hơn một tí, tức là có nhẹ hơn, nhưng mà đây chứ cũng đau đứng nằm ở Ba Lan đây chứ. Điều kiện gia đình rất là khó khăn, cho nên là mong những nhà hào tâm các cái tổ chức là thì quan tâm là gọi giúp đỡ gia đình để các cháu là phải để có cái cuộc sống đỡ hơn một tí, để chờ ngày là cho mẹ cháu là tỉnh lại được thì trở về đi. Thì để mà gia là rất mong là gọi là cộng đồng mạng cũng như là các nhà hoạt động là gọi chiều cố và giúp đỡ cho gia đình cháu.